Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn hai con ốc ở bên cái lốc mâm lửa, có người là ốc mâm lửa, người là ốc hoa lăng, ốc bên thức đề, nhưng mà hai con ốc ở lốc mâm lửa thì nó đúng hơn, có xe một con, có xe hai con. Thì trước đây mình có xài hai con màu đỏ bằng nhôm, độ bằng thiện thì khoảng 80% thôi. Mở ra máy vô thì nó dùng cái đầu được giác bông hay là qua thị á, mở ra dây vô vài lần thì nó bị tu tròn vo luôn, bỏ luôn. Cặp thứ hai là inox siêu vàng của Thái thì không hiểu sao con bên đây chiếc ra chiếc vô vài lần á thì nó cũng tròn vo luôn, bỏ luôn. Đây là cặp thứ ba, cặp thứ ba màu đỏ, mua hai con nhưng mà chỉ xài được có một con thôi. Cái con bên đây thì gắn bình thường, con đây thì nó già găng không có sức được. Con đây thì nói chung nó độ bền thiện thì nó cũng cao 90%, từ cái đường kính của ren, bề rộng ren và bề rộng lớn nhất của vòng tròn này đều ôm sát khi mà lắp trên FZ. Hai con này nó không có cái sin, phần lớn là không có, một số hãng thì có. Thằng này có một nhược điểm là phải xài mỏ lết hoặc là cờ lê lỗ lớn thì mới mở ra được. Đấy. Còn cái chỗ lục giác này thì lúc được lúc không, bạn phải lóc keo thì bạn có thể mở ra chiếc vô được, cái gì là quá bất tiện. Bây giờ nó cũng đã xuống lắm rồi, titan thì cũng nghỉ rồi, nhưng mà quyết định tiếp tục chơi hai con bằng nhôm Chetri của Thái màu đỏ. Thì con lớn này ở đầu dên này, khi bạn mua bạn chú ý đường kính của ren, đường kính của ren, còn đo đường kính của lỗ đó nữa và bề rộng của ren với bề rộng trong đây, coi chừng nó đụng đầu dên. Và cái đường kính lớn nhất của cái vòng này để con vô đây nó có đội hay không, nó lòi ra nó đội hoặc là thụt vô trong, đo luôn này nữa nè. Vì gắn lên xe rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Thì con ốc này thì mình mua thì có trong cái bọc trắng như thế này, chắc là tiện vận chuyển, không có thông số gì hết, cũng chả biết nó xài được xe nào, chỉ biết nó xài cho xe ra nhưng mà ẹt ép thì chưa chắc gì xài chung được, có thể nó sẽ không hoàn hảo như nhau. Đó. Con này độ hoàn thiện khoảng 80% thôi. Đấy. Chỗ này mất thịt này. Cái phần ren này thì có ba vớ rất là nhám. Nói chung với số tiền bỏ ra như vài chục vài trăm thì chúng ta không có đòi hỏi nhiều. Đấy. Con nhỏ này thì nó sắc sảo hơn, bông hoa nhiều. Cái lỗ lục giác thì nó cũng khá sâu, cạnh. Bên trong thì không mất thịt nhưng mà ren thì vẫn có chỗ ba vớ. Nói chung mình đã vệ sinh là xử lý rồi để tránh ba vớ nó rớt vô máy. Ok, hai con đều không có sin gì hết, đáng lẽ phải kèm cái sin, chỉ có sin người ta làm ra hai con ốc này thì nó mới ôm sát thôi. Ở đây mình có hai cái sin bên ốc nhỏ này, sin zin này. Còn này của F135. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay nha. Con ốc này lúc mở được lúc không. Cái này nó làm rất là hay này, làm phía chỗ này để tránh đụng cái đầu dên. Bên trong mà thấy nó có cái rãnh này không, phải có cái rãnh để cái sin nó nằm vô trong, và nó phải nhô lên một miếng để khi ta siết vào thì nó bót, không có xì nhớt, không có xì mắc hơi. Chỗ này có thể xì hết hơi thổi ra ngoài,
Sim nằm rất là ôm, rất tiếc là chỉ xài được một con. Sinh viên thì vẫn còn nguyên, không biến dạng gì hết. Để lại chỗ cũ, thấy không? Mình để lại chỗ cũ mình thấy nó vẫn còn dư có đóng, không có ôm gì đâu. Này chúng ta phải siết cho khéo khéo để cái sim nó nằm đều. Bây giờ nó không có xì hơi nhớt. Đường kính thì xấp xỉ. Chiều dài ren thì bên đây nhỉnh hơn một tí. Bây giờ mình sẽ đo cái phần tường ốc dơn như bên ngoài. Vẫn còn dư một khúc, nghĩa là nó sẽ không có đụng đầu dơn. Này xài con T 50. Đấy, đồ mới phải vậy đó. Lắc qua lắc lại vài cái. Mấy con ốc này không cần siết cứng luôn các bạn. Ok. Chữ thì nó hay quay xuống hơi kỳ ha. Nhìn xong một con lớn này chùi một cái cho nó lịch sự. Con nhỏ này con dễ bị tổn thương nhất, cái bằng nhựa dùng giúp dẹp con lớn. Mà thấy con zin nào nó có cái phản âm, những cái gon cái xin nằm trọn nhô lên một tí. Bên này mình xài lại cái con zin vừa cả đóng luôn. Chiều dài đường kính, chiều dài thì nhỉnh hơn một tí nhưng mà không sao, vẫn còn dư đường kính. Cái lỗ này nó cũng rất là hay nha các bạn. Xe mà lòn nước thì nó nhậm đây nè, còn này coi như là chỉ một lớp nhẹ thôi. T T 40. Xích qua xích lại gì đó. Cái phốt nó bung ra. Rồi xong. Nhẹ thôi, không cần phải cứng. Nhìn rất là đẹp. Hay. Cái phần lưng này nó nhô ra, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thường thì ta ốc bên đây thì nó đẹp, còn ốc bên đây hay bị ăn vô trong thì mất thẩm mỹ. Ok. Ở đây mình sang cái con màu đỏ để tạo điểm nhấn. Thì mỗi người mỗi sở thích, người thích màu xanh, người thích màu đỏ, người thích màu vàng. Gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau, nhìn cũng rất là đẹp, rất là hài hòa. Ok, hy vọng là bao video này chúng ta có thể chọn mua cái cặp ốc bên lóc mà mâm lửa phù hợp với xe của mình.
hai con nhìn thấy nó đẹp hơn một con, hai con nó có cái lợi của hai con, ốc này nó canh thị, ốc này nó quay vô lăng. Rồi chúc bye bye.